Thưa quý vị, vừa qua tại viên trăng Lào đã diễn ra lễ bàn giao hải quốc liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào. 12 bộ hải quốc đã được ban công tác đặc biệt tỉnh Xây đại diện cho ban công tác đặc biệt 6 tỉnh Bắc Lào và Hội người Việt Nam tỉnh Xây, đội quy tập mộ liệt sĩ, cục chính trị quân khu hay bàn giao cho ban chỉ đạo năm quân khu. Sau những thủ tục phòng chống dịch theo quy định đoàn công tác của ban chỉ đạo năm một năm quân khu và tỉnh điện biên đã tổ chức hội hương đưa 12 hải cốt liệt sĩ về tại nhà chờ nghĩa trang tùng khẩu xã thanh nưa huyện điện biên sau đó đơn vị đã tổ chức đưa sáu hải cốt liệt sĩ có danh tính quê quán về địa phương